Dạ vâng, xin họp xin chào mừng tới toàn thể các quý anh chị em và những người bạn đã và đang theo dõi video trên kênh xe máy chuyên học của mình. Video ngắn hôm nay mình xin test thử chiếc xe Winner X đã sử dụng được 43.000 km rồi, để cho cùng anh em và các bạn ta cùng nhau ta đánh giá và nhận xét. Thứ nhất là về cái hình thức bên ngoài, và thứ hai nữa là về cái tiếng máy nổ. Cái hình thức bên ngoài của chiếc xe Winner X này thì khá chi là ổn. Màu nguyên của xe là màu đỏ, nhưng mà chủ xe đã cũng đã dán sang một bộ tem chùm màu đỏ luôn để bảo vệ cái bộ nhựa zin theo xe. Anh em và các bạn mà có đánh giá hay nhận xét gì thì xin để lại cái phần bình luận cho mình nhé. Đấy, bên ngoài còn khá chi lớn. Với những cái dòng xe Winner X mà đã sử dụng được 43.000 km rồi mà còn như thế này thì mình thấy khá chi lớn. Còn không biết các bạn thì sẽ đánh giá như thế nào. Chủ xe thì rất chìm kiểu xe, chủ xe liên tục. Với hình thức bên ngoài như thế này thì chắc các bạn cũng đã đánh giá được là chủ xe là chủ xe như thế nào. Bảo vệ luôn cả cần số các bạn nhé. Đấy, tiếng máy nổ thì khá chi là êm. Với cái dòng xe mà đã sử dụng được 43.000 km mà cái tiếng máy còn như thế này thì theo mình cũng còn là khá chi lớn. Đầu nồi chưa bung chưa sứa anh em và các bạn nhé. Chủ xe rất chi là chủ xe, chỉ một mình chủ xe đi thôi. Đấy. Mình thức bên ngoài thì chắc các bạn cũng đã đánh giá và nhận xét được là chủ xe là chủ xe như thế nào rồi. Rất chi là đẹp luôn các bạn, sạch sẽ từng đến từng con ốc luôn. Đây, côn thì chưa bao giờ làm anh em và các bạn nhé. Và dây côn thì chưa tăng luôn anh em và các bạn ạ. Vẫn cứ đang nguyên zin. Đấy, các cái con lốc thì rất chi là sạch sẽ luôn. Thì theo nhận xét của mình, thứ nhất là sơ bộ về cái phần bên ngoài thì mình thấy khá chi lớn. Còn cái tiếng máy thì qua sử dụng được 43.000 km thì theo mình cũng quả năng rất chỉ là tốt, khá ổn luôn. Không biết theo các bạn thì đánh giá nhận xét như thế nào thì mời các bạn ta để lại dưới phần bình luận cho mình nhé. Kênh của mình thì chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà, nhưng hôm nay mình sửa xong chiếc xe Winner X này. Hiện nay thì mình cũng quay một video để cùng anh em và các bạn ta đánh giá và nhận xét cái dòng Winner X của chủ xe đã sử dụng được 43.000 km để giao lưu cùng anh em và các bạn. Thì anh em và các bạn xem video nếu như mà thấy vui, hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để ta theo dõi những các video mới trên kênh. Xin học cùng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nha.